Huấn luyện viên Roberto Mancini khiến các fan bóng đá trên khắp thế giới phải trầm trồ với một pha đỡ bóng bằng gót cực kỳ ngẫu hứng. Tình huống diễn ra ở hiệp 1 trận Italia xứ Wales khi huấn luyện viên Mancini nhận thấy có một trái bóng bay về phía ông. Ông lập tức có một pha xử lý đầy ngẫu hứng khi dùng gót hạ bóng rất nụ. Thậm chí, một vài tài khoản Twitter còn so sánh pha bóng của Mancini với tình huống xử lý của Ronaldo ở trận gặp đội tuyển Đức. Pha đỡ bóng một chạm này còn đỉnh hơn của Ronaldo, người này viết. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất, follow ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Những ngôi sao tỏa sáng từ sân cỏ luôn là những người có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Trong mỗi trận đấu, những pha chạm bóng của họ thì được chú ý rất nhiều. Do vậy, nhiều khoảnh khắc xử lý bóng hay đều được ghi lại. Ngoài ra, những hành động khi ở ngoài sân cỏ của các siêu sao cũng được để ý rất chi tiết. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem những pha xử lý đi vào lòng đất của các ngôi sao bóng đá. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức tại lượt trận thứ 2 Euro 2020, Ronaldo đã gây chú ý với pha xử lý kỹ thuật rất đẳng cấp. Trong một pha phản công của nhà đương kim vô địch, bóng tới chân Ronaldo, dù bị trung vệ Antonio Rudiger theo kèm rất sát, Ronaldo vẫn bình tĩnh tâng bóng lên, đánh lừa hướng di chuyển của Rudiger và bóng bật lại vị trí thuận lợi trước mặt CR7. Ngay sau đó, cầu thủ 36 tuổi nhìn sang hướng khác nhưng lại thực hiện động tác đánh gót chuyền bóng cho Bruno Fernandes đang đứng gần đó. Những người yêu mến Ronaldo và Bồ Đào Nha chắc chắn cảm thấy thích thú với pha xử lý mẫu mực của cầu thủ 36 tuổi. Nếu nói đến khoản ăn vạ thì chắc Neymar phải gọi cầu thủ này bằng sư phụ. Chỉ bị cầu thủ đối phương gạt nhẹ vào chân, cầu thủ này đã ngay lập tức ngã lăn lộn quay cuồng như là bị chấn thương rất nặng. Nhìn thấy sự lố lăng của cầu thủ này, các đồng đội của anh có lẽ rất xấu hổ nên không ai đủ can đảm để tới đỡ cầu thủ này cả. Thiết nghĩ sau trận đấu, chàng cầu thủ này nên chuyển qua làm diễn viên, đó mới là sân khấu trình diễn đích thực của anh. Ronaldo vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời của mình tại Euro 2020, vẫn lập nên những kỷ lục mới cho riêng mình tại đấu trường danh giá này. Tuy nhiên, cầu thủ nào cũng vậy, không thể tránh khỏi được những pha xử lý lỗi trên sân cỏ. Và Ronaldo cũng vậy, những pha xử lý lỗi như ở trận gặp Hungary và Đức đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác của siêu sao người Bồ. Nhưng không vì đó mà giá trị của anh bị hạ thấp, vì đẳng cấp của Ronaldo là mãi mãi. Sức ảnh hưởng của Ronaldo vẫn chưa hề suy giảm sau nhiều năm thi đấu và sức ảnh hưởng đó lại một lần nữa được khẳng định qua kỳ Euro 2020 lần này. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hungary tại vòng bảng Euro 2020, Cristiano Ronaldo phát hiện hai chai Coca-Cola trên mặt bàn. Anh lập tức chuyển chúng đi rồi giơ chai nước khoáng trên bàn và nói: "Uống nước đi." Chân sút 36 tuổi chẳng thể ngờ hành vi chỉ vỏn vẹn trong vài giây của mình lại có tác động lớn như vậy đối với Coca-Cola.
Tờ Marca của Tây Ban Nha đưa tin giá trị của Coca-Cola sụt giảm 1,6% từ 242 tỷ đô la Mỹ xuống còn 238 tỷ đô la Mỹ. Đó là giá trị của một cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay, huyền thoại sống của bóng đá đương đại. Ở trận ra quân tại UEFA Nations League 2018, Anh đã để thua 1-2 trước Tây Ban Nha. Trong đội hình tam sư có 3 cái tên của MU được ra sân là Rashford, Lingard và Shaw. Đó cũng là lý do Mourinho đích thân tới sân để xem các học trò thi đấu. Trước khi vào sân, do một khoảnh khắc sơ ý, huấn luyện viên người Bồ đã vướng phải một dải ruy băng. Người đặc biệt ngã nhào xuống đất khi trước đó vẫn đang nở nụ cười với cánh săn ảnh. Với sự trợ giúp của nhân viên an ninh, Mourinho đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục bước vào bên trong khu khán đài VIP với nụ cười vẫn nở trên môi. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ làm tốn nhiều giấy mực nhất của giới truyền thông tại Euro 2020. Đầu tiên là vụ án chai nước ngọt gây tranh cãi ở Mỹ, sau đó là phong độ tuyệt vời của anh trong màu áo Bồ Đào Nha với 3 bàn thắng để tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Mới đây Ronaldo lại có khoảnh khắc chọc cười mọi người trong buổi họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh các cầu thủ, Ronaldo bỗng nhiên tiến đến để mượn máy ảnh, rồi bảo cười lên và chụp cho trung vệ Pepe một tấm. Sau khi chụp xong, Ronaldo đã đưa máy ảnh lại cho nhiếp ảnh gia kèm theo bình luận, chụp đẹp hơn bạn đấy. Khoảnh khắc này khi được đăng tải đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và nhiều bình luận của người hâm mộ. Trong một pha tranh bóng ở cuối trận đấu giữa Montreal Impact và Columbus Crew tại giải vô địch nhà nghề Mỹ mới đây, De Rozba gây chú ý khi cố tình ôm chân thủ môn đội bạn Steve Clark khiến anh này ngã nhào. Với hành động vừa hài hước vừa xấu chơi này, chân sút bờ biển Nga phải nhận thẻ vàng, khoảnh khắc hài của De Rozba sau đó trở thành đề tài cho những bức ảnh chế khắp mạng xã hội. Trong trận đấu giữa Tottenham và Real Madrid, Casemiro đã có pha ăn vạ hài hước trong tình huống tranh chấp với Harry Quinn bên phía Tottenham. Pha quay chậm cho thấy Quinn chỉ chạm nhẹ vào tay Casemiro, nhưng vài giây sau, cầu thủ Real loạn choạng ngã xuống sân rất hài hước. Bình luận viên trên kênh BT Sport của Anh đã phải bật cười trên sóng truyền hình. Cộng đồng người dùng Twitter phát sốt với pha ăn vạ hài hước này. Trong một tình huống hy hữu cuối trận đấu giữa Nantes và Paris Saint-Germain, hậu vệ Diego của đội chủ nhà đã va vào trọng tài Tony Chaperon khiến ông này ngã xuống ra sân. Thế là ông vua áo đen này liền trả đũa bằng cú đá gài chân rồi rút thẻ vàng phạt Diego khiến anh phải rời khỏi sân vì trước đó cầu thủ người Brazil đã nhận một thẻ vàng. Pha trả đũa của trọng tài Chaperon đã bị người hâm mộ chỉ trích kịch liệt.
vì họ không chấp nhận hành vi kiểu như vậy đối với một người cầm cân nảy mực trên sân. Vị trọng tài này sau đó đã bị trêu còi vì hành động thiếu chuẩn mực này. Đối với môn được theo dõi rộng rãi như bóng đá thì chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi, nó sẽ được lan truyền rất nhanh. Nhưng những điều đó sẽ làm môn bóng đá trở nên đáng xem hơn, khiến người hâm mộ có những giây phút rất giải trí. Việc được chú ý như vậy là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút mạnh mẽ của môn thể thao vua này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!